Lại một ngày rảnh háng của anh Bảy, hôm nay anh lại bị cô vợ xinh đẹp chửi té tát mặt mũi, hơn thế nữa còn bị đuổi ra khỏi gia nhà, vì quá chán nản với cuộc sống hôn nhân bất ổn, thanh niên đã tìm ra một khu bể nước khá độc lạ Bình Dương, nghe nói ở đây có loài cá mập đột biến cực nguy hiểm, đã gây ra vô số thương vong cho những anh em thích đam mê khám phá như anh Bảy, vậy nên bữa nay nhất định Bảy Trọ sẽ tìm bằng được con thủy quái này để trả thù cho anh em bạn gì, không chần chừ nữa mau vào việc thôi nào. Khu bể lớn này chia làm 3 bể nhỏ, chưa gì anh Bảy đã thấy vài chú cá trôi nổi trên mặt nước hít khí trời, cụ thể thì chúng bị ngộ độc nước ngùm củ tỏi Á mọi người, thử ngay lần hớt đầu tiên, thanh niên đã lụm được một chú cá coi siêu đẹp mắt, như các bạn biết thì loài này rất đắt đỏ, bán đi chắc cũng vài tỷ, tạm thời bỏ em nó vào bể cái đã, anh Bảy nghi vấn liệu có úp được thủy quái hay không nữa, dẫu sao cũng phải rất cẩn thận, u là trời thêm chiếc cá coi nữa, tuy nhiên bé này đã không còn hơi thở, bên cạnh đó con rô phi nhám nâu cũng ngầu bá cháy bọ chết luôn, cái vảy và mang hơi hơi sắc đỏ, chứng tỏ thằng cu này biết sơn sờ kim tăng đam, ở bể nước bẩn như này, những loài cá sống được đến giờ chúng rất kiên cường luôn ấy, nước đen đến nỗi Bảy Trọ chẳng nhìn thấy gì cả, bé cá chim trôi nổi kia tiếp tục là nạn nhân của bể nước, may mắn nó chỉ đang thoi thóp mà thôi, anh Bảy tin cá chim sẽ mau hồi phục lại. Trời mẹ, các bạn trông chú cá dọn bể đây, màu sắc của nó huyền bí thật chứ, con lợn này có lẽ phải hoạt động hết công suất để làm bể sạch hơn, ủa chú cá này có phải cá mập nước ngọt không nhỉ, Bảy Trọ thấy nó khá giống tuy nhiên kích cỡ lại nhỏ hơn trông thấy, bạn nào biết loài cá này tên gì hãy mau chóng bình luận xuống phần comment cho mọi người biết nhé, mà công nhận cái bể này mùi hôi thối bốc lên nhức hết cái mũi luôn, u là trời bé cá anh Bảy vừa hớt lên đã thối rữa, cơ thể màu trắng đã chứng minh điều đó. Thương em nó quá đi, ê khoan thứ gì đục nước kìa, what the hell, đây là một con bi sơ đen bóng, nó có chiều dài tương tự con thằn lằn vậy, loài này ngoài tự nhiên anh Bảy chưa bao giờ bắt được cả, ấy vậy mà nó lại xuất hiện trong bể nước bẩn bựa chứ, anh Bảy giật mình kinh hãi khi con gì đó vừa kéo vật đi, đừng nói nó là thủy quái đấy nhé, nhưng nó chắc chắn sẽ cực kỳ lớn, và những chú cá lớn Bảy Trọ sẽ để đến cuối video quay lại bắt nó. Giờ ông cháu sẽ đến bể thứ hai, bể có khá nhiều rác và cây leo, mấy em cá mau bơi vào vật nào, ôi sao Tiểu Cường chui đâu ra thế này, ái chà chà, Bảy bóng vừa lụm được em cá thiên thân đen siêu đẹp nè mấy bạn, thả bé nó vào bể trước khi hướng đến chú cá tiếp theo, bới đống lá này ra, u là trời, con cá da trơn vàng kim này trông quen lắm, anh Bảy nhớ lại hồi xưa anh cũng từng hớt được một con như vậy với kích cỡ lớn hơn. Lần tiếp theo, bé cá thiên thần sẽ được một vé về với bể nước của Bảy Trọ, thậm chí là hai con luôn nè, bọn này chắc chắn là anh em sinh đôi cùng cha khác ông nội rồi, trời mé nó thúi váng đầu luôn á, anh Bảy sắp bị mùi thối từ nước bẩn đánh bại rồi, bắt được rồi nhé, chú cá bạch tạng này là loài gì mà anh Bảy cũng không biết luôn, Bảy bóng còn tự bắt bằng tay em lau kính vàng kim, thằng nhõi này ngầu quá xá, trông cái miệng của nó hài thật đấy ha ha, sang bể cá thứ ba thôi nào, anh Bảy hớt được bé cá vược đã ngủm từ khi nào, đường vân trên cơ thể nó khác đặc biệt với những chấm bi, Bảy Trọ hy vọng sẽ không phải bắt thêm bất kỳ chú cá nào đã ngủm nữa, ê khoan cái, đây đích thị là chú cá rồng Asiana cực quý hiếm, mọi người trông cơ thể thuôn dài của nó đi, rất chi là đẹp mắt luôn, vãi nhờ con cá tầm này lại đi đời nha ma mất rồi, thật đáng tiếc quá, có thể mấy bạn đã biết, cá tầm trưởng thành sẽ nặng vài trăm cân đến một tấn. Ái chà chú cá ma cà rồng này làm anh Bảy phấn khích cực độ, nó có nguồn gốc từ rừng Amazon ấy, chưa hiểu sao ông cháu này lại có mặt ở bể nước, trời mé nó táp một phát đã khiến tay Bảy Trọ đổ máu, nguy hiểm quá xá, con lợn này nhỏ xíu mà có võ tiếp tục sục vật thôi nào, cái gì nặng thế nhỉ, vãi trưởng các bạn trông nè, thằng cu này là loài lươn kim cương cực đẹp, cơ thể của nó có màu cam uốn lượn bắt mắt quá, chú em xứng đáng có một vé vào trong bể của anh Bảy, ô xịt, cái củ cải gì mà to chà bá vậy, con lợn này chắc chắn là thủy quái Bảy Trọ tìm bấy lâu nay rồi, tẹo anh sẽ lục lại nó sau, trước tiên phải đưa bé cá Chetizinus vào bể cái, những vân sọc vằn trên cơ thể nó khá độc lạ và nổi bật, trời mé con Cichlid xanh ngọc này siêu đẹp luôn nè mọi người, lớp vảy chấm xanh chứng tỏ nó đang thiếu vắng hình bóng anh Bảy, vãi nhò lại thêm con lươn vàng, bên cạnh đó là cá ma cà rồng, Bảy Trọ cẩn thận không nó lại táp anh phát nữa thì hiểu vấn đề đấy, các bạn cứ trông hàm răng của cá ma cà rồng thì sẽ hiểu vì sao nó nguy hiểm, anh Bảy chỉ sợ thằng cu này ăn thịt mấy bé cá anh vừa hớt thôi, đến lúc bắt con thủy quái ở đầu video mà Bảy Trọ nói rồi, ô xịt trông lớp vảy bự chà bá, u là trời thì ra là một chú rùa cá sấu cỡ bự, không thể tin nổi khi ông cháu này lại sống ở nơi khỉ ho có gáy, loài rùa này chắc chắn rất hiếm và được bảo tồn ở tất cả các quốc gia, anh Bảy phải bán nó đi kiếm vài tỷ mới được. Phần dưới bụng trông khá cũ kỹ, chứng tỏ bé rùa đã sống vài chục năm, trời mé thả vào bể tốn diện tích quá, anh Bảy sẽ tiếp tục sục vợt vì anh đoán vẫn còn vài loài cá trong bể nước bẩn, để xem nào, what the hell, lại một con lươn vàng nữa chứ, chỗ này đúng là tổ của bọn chúng cúng nên, nãy giờ ông cháu phải hớt cỡ 4 con lươn vàng rồi đó, chắc các bạn đã quên, thật ra vẫn còn thủy quái ở trong chiếc bể đầu tiên, nhưng trước đó ông cháu lụm được em cá mập nước ngọt, cái miệng nó há ra cute quá xá, what the hell, đừng nói đây là cá lóc Bình Dương đó nha, anh Bảy xác nhận chính nó thật mọi
người ạ, thế quái mà nó bỏ vô trong bể được hay vậy? Holy shit, nó đây rồi, chú cá lau kính siêu cấp khủng lồ. Nhìn họa tiết trên người thằng cu đủ hiểu nó chính là chùm của khu bể bỏ hoang này rồi. Con lợn này chắc cỡ 5 cân, vậy là tối nay anh Bảy lại có mon cá lau kính hấp xả ớt. Giờ đã là 12 giờ đêm, để tăng năng suất bắt cá nên Bảy bóng phải sử dụng lồng sắt, thả ngay giữa bể thế này. Trong thời gian chờ đợi, anh Bảy sẽ mang tất cả lũ cá về nhà, bé cá rồng sẽ được thả vô bể đầu tiên nè. Hai chú cá mập nước cùng chung một bể luôn. U là trời, trông mấy bé cá của Bảy bóng nè mấy bạn, siêu đẹp và đắt đỏ luôn ấy. Ước tính thanh niên đang có 100 loài cá khác nhau, giá trị chắc cũng cỡ vài chục tỷ. Những chú cá thiên thần sẽ được thả vô bể nhỏ, mấy con thủy quái phải thả vô bể lớn, nếu không chúng sẽ đớp hết cá nhỏ mất. Vãi nho rùa cá xấu đanh đá qua. Anh Bảy quay lại với lồng sắt anh đặt, ái chà chà, cực kỳ nhiều cá trong đây luôn á nha. Hôm nay quả thật là một ngày săn bắt cá bội thu mà ha ha. Ở tình huống tiếp theo, sang ngày hôm sau, anh Bảy tự mình đi ra đồng để đi bắt mấy sinh vật thủy sinh độc lạ. Nghe nói ở khu đồng Bình Dương này có nhiều thủy quái lắm. Ái chà, chưa gì ông cháu đã lụm được con cá tai tượng này mấy bạn. Đi dọc cái mương này kiểu gì cũng có cá cho mà xem. Ể, cái hố nước này có một đàn bảy màu luôn, thậm chí là cá thiên thần trắng đen đều có cả. Trông bọn nó nhảy lách tách trên vật dễ thương thật ấy. Bỏ hết mấy ẻm vào bể. Ủa, đây có phải con tắc kè hoa cam không vậy? Thật trùng hợp quá, Bảy trọ chưa bao giờ ăn loài này. Đem về chiên dầu chắc ngon nhất cái nách luôn. Ủa, nhìn bên này nè, u là trời, bé rùa tính trốn vô trong hộp nhựa để trốn anh Bảy đấy à? Không dễ vậy đâu. Bên cạnh đó là một chú cá da trơn khá lớn. What the hell? Bọn cá bảy màu cùng nhau đứt vào trong cái thùng nhỏ. Không biết chúng tính mưu hèn kế bẩn gì nữa, nhưng anh Bảy vẫn sẽ thả hết vô trong bể. Cá beta đỏ và molly cực kỳ nhiều. Ủa, cái củ cải gì thế? Anh Bảy còn phát hiện hai chú chim bồ câu. Sao bọn nó không bay lên mà để Bảy trọ túm cổ dễ dàng quá. Vãi xít, thì ra phía sau còn cả đàn vịt bé cute nữa. Thôi mấy chú em cứ vào giọ của anh Bảy đi. Anh hứa không thịt mà chỉ mang về nuôi. Quần đùi gì lụm được cả gà đầu đỏ dậy. Ảo thật đấy. Anh Bảy hớt dứt khoát đã lụm được hai chú cá lau kính. Vãi nhờ, con cá coi đang vượt dòng nước kìa mấy bạn. Thôi mày cứ vượt vào vợt của Bảy trọ cũng không vấn đề gì đâu. Chẳng hiểu sao bữa nay Bảy trọ may mắn đến lạ kỳ. Anh cứ đi đến đâu là những sinh vật độc lạ lại xuất hiện đến đó. What the hell? Trong tàu lá chuối này phải có cả ổ cá coi cũng nên. Đem bọn chúng đi bán thì kiếm được bộn tiền. Tiếp tục lụm nhặt thôi nào. Trời mé, thủy quái khổng lồ đã xuất hiện tại đây. Thằng cu này ăn cái đùi gì mà to tổ chẳng thế. Mày tính chạy đi đâu con sâu? Bới trong bụi cỏ này xem sao. Ái chà, thêm một ông cháu kỳ đã cản mũi sẽ được vào gọi vào danh sách lụm nhặt của anh Bảy. Bảy trọ nói loài kỳ đà thân đỏ cực kỳ hiếm gặp, ấy thế mà nó lại xuất hiện ở đây, mới ảo Matoku đa chứ. Cặp rùa tai đỏ kế tiếp cũng chẳng kém cạnh. U là trời, con tôm càng nay khủng đó. Mà ở những nơi đồng không mông quạnh thế này, anh Bảy nghi ngờ sẽ có vài bé na xuất hiện. Thanh niên đang mò cái lỗ trước mặt xem có thứ gì trong đó không. Ái chà chà, nó vẫn là tôm càng đen nhưng lại lớn hơn con trước đó rất nhiều. Hôm nay anh Bảy trúng phóc rồi các bạn. Vác cái thân đến đâu cũng gặp vô số loài thủy sinh quý hiếm. Đó đó, vừa nói xong thì lũ cá coi lại xuất hiện. Màu sắc thật đẹp quá đi. What the hell, mọi người xem nè, ở vũng nước này còn có rất nhiều cá nữa. Cá vàng, cá beta, cá da trơn đều tụ họp đông đủ ở đây. Bữa nào nom nom phải xin anh Bảy địa chỉ của cánh đồng này mới được. Đến đây bắt cá thì làm giàu chưa bao giờ khó. U là trời, cứ một hớt được cả tá cá cảnh thế này thì thứ gì chịu nổi. Bảy trọ đang cực kỳ sung sướng. Thêm một vật nữa này, hớt cá chưa bao giờ phê thế này. Không những có cá nhỏ mà mấy con thủy quái khổng lồ cũng sống chung trong hố nhỏ luôn. Đúng là cánh đồng Bình Dương có khác ha ha. Video giải trí đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nom nom trong suốt quãng thời gian vừa qua. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nhé. Bye bye.